Nam, em là Ngọc Lan bên công ty máy móc Việt Nam. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em một dòng sản phẩm siêu mini, siêu nhỏ gọn. Một dòng sản phẩm cũng có thị trường cũng gần một năm nay rồi. Đó, con này là con Kaseki, thương hiệu của Nhật nha anh em, nhưng mà sản xuất Trung Quốc. Đó, nhưng mà con này giá cả cực kỳ mềm cho anh em luôn, rất là phù hợp với anh em xài gia đình. Để em đập hộp ra cho anh em xem thử con máy như thế nào nha. Rồi em sẽ test máy cũng như khui ruột cho anh em xem bên trong có gì ha. Anh em nhìn cái hộp nè, nhìn rất là ok ha. Đây, nó có một cái dây đeo leo trèo trên cao nè. Một bộ kìm hàn kẹp mát nha anh em. Búa chổi gõ sỉ. Và nhân vật chính của mình đây. Đây anh em, một con máy siêu nhỏ gọn ha. Siêu nhỏ gọn. Nhìn bề ngoài anh em thấy như thế nào ạ? Nhìn rất là đẹp mắt ha. Thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Với một màu vàng của nó khá là đẹp mắt. Tay cầm cũng khá là chắc chắn nha anh em. Rồi, tuy nhỏ nhưng có đồng hồ cho anh em luôn. Có đồng hồ hiển thị dòng hàng. Để khi anh em xài 2 ly 6 thì anh em biết dòng hàng cỡ tầm bao nhiêu là vừa. 3 ly 2 thì dòng hàng cỡ tầm bao nhiêu là vừa. Nhưng mà đối với con này anh em nên xài 2 ly 6 nha. Đây, dắt nó là dắt nhỏ nha anh em. Dắt nó là dắt nhỏ. Rồi, có cái thông khí cho anh em. Đó, những chỗ thông khí cho anh em. Đó, mấy cái khe tản nhiệt như thế này. Và khi máy của mình hoạt động á, là nhiệt của nó sẽ xung quanh và đi ra ngoài. Ngoài thì nó làm cho con máy của mình nó mát hơn. Anh em xài sẽ được lâu hơn ha. Rồi, đây là cái nút công tắc của nó. Anh em nhấc mở cái nút công tắc cũng rất là ok nha. Đó. Dây điện thì con này chắc tầm dây của nó, dây nguồn chắc tầm mét quá. Để mở ra xem ha. Đây, dây nguồn tầm 1 mét nha anh em. Dây nguồn tầm 1 mét. Rồi, có quạt tản nhiệt cho anh em luôn nha. Có quạt tản nhiệt luôn. Đó. Một con máy cực kỳ nhỏ gọn cho anh em ha. Con này thì anh em xài gia đình là vô tư luôn. Anh em nào ví dụ như lỡ mình hư cái cổng, mình chấm một cái, hay là mình hư cái cửa, mình cần chấm một cái, không cần phải đem ra thợ hàng một ngày hết 700 ngàn, đúng không anh em? Trong khi con máy này cực kỳ giá cực mềm cho anh em luôn, giá chỉ có 990k, bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Anh em ở đâu cũng giá đó. Anh em thấy như thế nào ạ? Thì đối với một con máy như thế này đó, bên em đang bán với giá như thế này, 990k thôi, anh em thấy có quá ok không ạ? Mà mình bao, em bao ship toàn quốc luôn nha. Anh em ở đâu cũng vậy, miền Tây, miền Trung, miền Bắc đều giá như thế này hết nha anh em. Đó, rồi. Bây giờ em sẽ khui ruột cho anh em xem bên trong có gì, để anh em thấy được là con nào nó phù hợp với mình ha. Anh em nhìn cái ruột con máy đi ạ. Một con máy cũng khá là ok nha. Rồi, anh em nhìn nè. Nhìn con máy nhỏ gọn thôi, nhưng mà vẫn có hai bo. Một bo lớn và một bo điều khiển. Bo lớn nè anh em. Đó, bo lớn. Và một bo này là bo điều khiển nha anh em. Đó. À, nhìn máy nhỏ gọn thôi, nhưng mà nó là bo gài. Anh em nhìn thấy không? Bo gài. Nhiều anh em rất là thích bo gài, chứ không có thích là bo dán, đúng không ạ? Đối với con máy này, tuy nhỏ gọn thôi, nhưng mà bo nó là bo gài nha. Rồi, anh em nhìn thấy cái... nó thiết kế là nó để dôi ra một xíu như thế này. Để cho nó có cái... khi mà mình xài á, thì lượng khí nó ra, nó sẽ làm cho con máy của mình nó mát hơn. Đó, anh em thấy như thế nào ạ? Rồi, mới đầu nhìn vô anh em thấy cái gì ạ? Một cái biến thế khá là lớn nha. Một cái biến thế khá là lớn. Đó, dây đồng quấn cũng khá là chặt nha. Là điều này chứng tỏ là anh em xài đối với cái dòng hàng 2 ly 6 ổn định nha. Rồi, một tụ lớn. Bình thường những con nhỏ như thế này, người ta làm hai tụ nhỏ hoặc là một tụ lớn. Thì đối với con này là người ta làm một tụ lớn nha anh em. Một tụ lớn với nó có là 680 microfarad. Bình thường anh em hay nói 680 UF ạ. Đó. Rồi, có hai con IGBT và hai con diode. Anh em nhìn thấy rõ không ạ? Đối với con máy này nhìn rất là dễ dàng luôn. Đó, một con máy tuy nhỏ gọn, giá cực kỳ phải chăng, chỉ có 990k thôi. Nhưng mà với một cái ruột như thế này là em thấy khá là ok với một cái mức giá ổn định như thế này nha anh em.
Đó, một con máy khá là ok luôn. Dòng 200. Đó, con này thì anh em xài 2 ly 6 giúp em. Anh em nào mà 3 ly 2 thì nhớ một hai que thôi. Ví dụ như mình cần thiết quá mình hả xài. Còn bình thường nên xài 2 ly 6 để mình xài cho nó bền nha anh em. Bên em thì bảo hành chính hãng lên tới 12 tháng. Đó, nhưng mà anh em ví dụ như con này công suất nó cỡ đó thôi mà anh em xài thấy ngon quá mình xài 3 ly 2 4 ly thì khi con máy có vấn đề á thì hãng nó sẽ từ chối bảo hành. Cho nên anh em cứ xài theo cái tư vấn của em nha. Đó, thì một con máy như thế này anh em đã thấy nó quá ok chưa ạ? Để em test thêm cho anh em xem thử là cái độ lửa nó có nhạy hay không, máy nó có đủ để mà nó tải hay không ha. Rồi em sẽ nhờ anh kỹ thuật test cho anh em xem nha. Rồi bây giờ em sẽ nhờ anh kỹ thuật test cái con máy với dòng dòng hàng là 120 và dùng que 2 ly 6 nha anh em. Anh em xem thử ha. Độ bắt lửa cực kỳ nhạy nha anh em. Bây giờ em sẽ nhờ anh kỹ thuật test tiếp que 3 ly 2 nhưng mà em không khuyến khích anh em xài 3 ly 2 nha. Wow. Rồi, bây giờ em sẽ gỡ cái 3 ly 2 ra cho anh em xem nha. Wow. Chu cho nó ngấu khủng khiếp luôn anh em ơi. Trời ơi, mới hàng nó đẹp. Nó đẹp mê ly luôn anh em ơi. Nhưng mà vẫn khuyên anh em là không nên xài 3 ly 2 nha. Rồi, đây mới hàng 2 ly 6. Để em... Đây, mới hàng 2 ly 6 nè, anh em thấy không? Nó ngấu cực kỳ ngấu luôn. Một con máy nhỏ gọn như vậy mà nó có chế độ hot bar. Hồi nãy anh em thấy cái mồi lửa của nó cực kỳ nhanh đúng không ạ? Đó, tức là nó có chế độ hot bar cực kỳ nhạy cho anh em luôn. Rất là hợp với những anh em mà chưa biết xài. Mình về mình cứ thử ạ. Trời ơi, cái mối hàng em nói thiệt là nó quá đẹp đi anh em ơi. Thật luôn á, với một con máy chỉ có giá chỉ có 990k thôi. Mà bên em là bao ship toàn quốc nha. Bao ship toàn quốc luôn. Anh em miền Tây, miền Nam, miền Đông, miền Bắc, miền Trung gì là đều giá 990k về tặng nhà anh em luôn. Đó, với một con máy như thế này quá là nhỏ gọn mà lại phù hợp với anh em, những anh em nào mà xài gia đình hoặc là leo trèo trên cao, mình xài 2 ly 6 giúp em nha. Mình xài 2 ly 6 giúp em. Đó, anh em thấy bên em cũng khui ruột ra rồi đó. Thì mình nên xài 2 ly 6, còn những khi nào mà anh em cần 3 ly 2 thì anh em vẫn xài được ha. Anh em nhìn mối hàng là anh em đã thấy quá ok rồi đúng không ạ? Với giá chỉ có 990k thôi. Đó, anh em nào ok thì cứ nhấc máy lên gọi cho em vào số 0902 487 643 hoặc là hotline bên trên để bên em chốt đơn cho anh em nha. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để có những chương trình khuyến mãi của xem tiếp những chương trình khuyến mãi tiếp theo của em nha. Rồi, xin chào, tạm biệt anh em.